Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch bệnh COVID-19 theo đó không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có giấy nhận diện có qr code còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp vận chuyển hàng hóa phục vụ xây dựng sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu tiêu dùng trừ các hàng hóa cấm sản xuất kinh doanh theo quy định trên tất cả các tuyến đường cao tốc quốc lộ tỉnh lộ đường giao thông liên huyện giao thông đô thị trên phạm vi cả nước Trường hợp phương tiện không có giấy nhận diện có QR code hoặc có nhưng hết thời hạn thì thực hiện kiểm tra việc khai báo y tế và giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm với SARS-CoV-2 đối với người trên phương tiện. Việc kiểm tra đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa khi ra vào các địa điểm tập kết, trung chuyển giao nhận hàng hóa, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ủng tắc giao thông. Người trên phương tiện chở hàng hóa lưu thông phải thực hiện nghiêm quy định 5K và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm có kết quả xét nghiệm. Tại các vùng có dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động có giải pháp phân luồng, tổ chức giao thông phù hợp hạn chế thấp nhất phương tiện vào trung tâm đô thị để phòng chống dịch bệnh nhưng phải đảm bảo hoạt động vận chuyển lưu thông phân phối hàng hóa thông suốt qua địa bàn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung trên từ 0 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2021, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.